Hà xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn tự truyện Không Gục Ngã, phần 1, 10 nhỏ, thử thách mới của số phận. Các học trò của tôi, hay nói đúng hơn, việc dạy tiếng Anh là yếu tố góp phần thúc đẩy tôi tự học nhiều hơn nữa. Thỉnh thoảng trong những buổi học, các học trò đặt ra cho tôi những câu hỏi thuộc các lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Có những lần vì không thể trả lời ngay lập tức các câu hỏi, tôi buộc phải đề nghị các em cho tôi thêm thời gian để tìm câu trả lời. Những lúc như thế, tôi xấu hổ lắm và cảm thấy ở vị trí người truyền kiến thức, mình cần hiểu biết rộng hơn, không chỉ về tiếng Anh mà về nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, tôi tìm đọc sách báo để bổ sung cập nhật kiến thức. Dạo đó, em họ tôi đang làm việc cho một tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Cô ấy có điều kiện đi đây đi đó, lại ham đọc và ham học, nên cô thường xuyên mua sách báo tiếng Anh. Có thời gian, cô ấy đều đặn gửi cho tôi những cuốn tạp chí Time. Bạn có thể hình dung tôi cảm thấy mình may mắn thế nào khi mà ở một làng nhỏ của vùng nông thôn cách xa thành phố, tôi lại có được tạp chí Time, một trong những tạp chí hàng đầu thế giới để đọc đều đặn. Ngay cả những người sống ở thành phố, có công việc liên quan đến tiếng Anh cũng khó có thể kiếm được tạp chí ấy để đọc thường xuyên. Một cuốn tạp chí Time luôn chứa những thông tin đa dạng và cập nhật về nhiều lĩnh vực như chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học, giải trí trên thế giới. Nhiều bài viết sắc sảo, có lối diễn đạt thuyết phục và bố cục khoa học cuốn hút người đọc. Ấy là chưa kể đến những hình ảnh đẹp được in trên loại giấy chất lượng cao mà tôi gọi nôm na là giấy dai. Mỗi cuốn tạp chí Time mang đến cho tôi cả chục giờ thú vị với trải nghiệm đọc. Mỗi cuốn tạp chí Time cũng mang đến cho tôi những cơ hội củng cố và mở rộng vốn tiếng Anh cũng như kiến thức xã hội. Cũng trong thời gian đó, một cậu bạn là cử nhân Anh văn đang sống ở miền Nam thường trao đổi với tôi qua thư tay bằng tiếng Anh để giúp tôi thực hành kỹ năng viết. Người bạn đó còn gửi cho tôi những bài luận tiếng Anh cậu đã viết khi học đại học. Những bài luận đó đều đã được giảng viên chấm điểm và chỉ rõ những điểm cần được cải thiện. Vì vậy, khi nghiên cứu kỹ từng bài, tôi có thể hình dung ra cách viết một bài luận đạt yêu cầu. Nhưng người bạn đầy nhiệt tình ấy chỉ có thể giúp tôi trong một thời gian rất ngắn vì chúng tôi ở xa nhau quá. Thư tay gửi qua bưu điện lúc đến lúc không, bạn lại bận đi làm kiếm sống nên tôi chẳng dám làm phiền nhiều. Tôi biết mình chẳng thể trông chờ vào người khác, chủ yếu phải dựa vào chính mình. Cuối hè năm 1999, tôi quyết định nghỉ dạy một tuần để đi Hà Nội khám bệnh lần nữa. Tôi hy vọng sau gần 10 năm, y học đã có những tiến bộ nhất định. Tôi cũng hy vọng điều kiện ở các bệnh viện đã được cải thiện hơn. Dù hy vọng như vậy, nhưng nỗi sợ bệnh viện ẩn sâu trong tôi vẫn trỗi dậy. Trong lần đi khám bệnh đó, tôi không quay trở lại tất cả 14 bệnh viện mà tôi đã từng đến trước kia. Một bác sĩ chơi thân với gia đình của cô tôi giới thiệu tôi đến gặp một vị giáo sư đầu ngành của khoa xương ở Bệnh viện Việt Đức. Sau khi khám cho tôi, vị giáo sư đó giới thiệu tôi với khoa thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai. Em họ tôi chở tôi và mẹ tôi bằng xe máy đến Bệnh viện Bạch Mai vào một buổi sáng oi bức, khu khám bệnh tự nguyện của bệnh viện đông nghịt. Chúng tôi đến đó xếp hàng khá sớm, nhưng phải đến gần trưa tôi mới được gọi vào phòng khám. Khám bệnh cho tôi là một vị thạc sĩ y khoa trạc 40 tuổi. Tôi có cảm giác rằng chỉ cần nhìn thân hình gầy yếu đến mức bất thường của tôi, quan sát cách tôi di chuyển, đặc biệt là cách tôi ngồi xuống ghế, vị bác sĩ ấy đã đoán ra tôi mắc bệnh gì. Việc đầu tiên ông ấy làm là yêu cầu tôi cho xem hai vai. Sau đó ông bảo tôi thực hiện động tác đứng dậy khỏi ghế, nhấc chân lên cao, cúi cong lưng. Tất cả những động tác ấy tôi đều không thể tự làm được. Đối với ông ấy, như vậy là đã rõ. Ông ấy hỏi vài câu hỏi liên quan đến quá trình tiến triển của bệnh, rồi khẳng định bằng giọng không gợn cảm xúc. Bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển. Thưa bác sĩ, vậy bây giờ hướng điều trị cho cháu nó phải như thế nào? Mẹ tôi hỏi. Bệnh này không có thuốc chữa đâu, phải chờ. Vị bác sĩ thản nhiên nói. Tập luyện có giúp được gì không ạ? Tôi hỏi. Tập vừa phải thôi, chẳng ăn thua gì đâu. Ông trả lời vẫn bằng giọng vô cảm. Tôi nuốt khan liên tục, cả
cảm thấy có gì đó vừa như vô hình, vừa như rất rõ rệt, rất dữ dội, cứ trực dâng lên trong lồng ngực, trong cổ họng mình. Sự bài hoài, dã rời, khó tả, dường như bắt đầu từ rất sâu trong cơ thể, đang lan tới từng lỗ chân lông của tôi. Vị bác sĩ hí hoáy viết tên của căn bệnh vào cuốn sổ y bạ của tôi, ghi những thông tin cần thiết khác vào các trang quy định, rồi gọi bệnh nhân tiếp theo vào phòng khám. Sự lạnh lùng, thản nhiên, vô cảm, những câu cộc lốc không có chủ ngữ của người bác sĩ ấy khi ông nói về căn bệnh của tôi đã khiến mẹ con tôi không muốn hỏi thêm câu nào nữa, không muốn ở lại phòng khám đó thêm dù chỉ một phút. Tôi cảm thấy mình đang bị từ chối từ hai phía, phía y học xét dưới góc độ chuyên môn và phía ông bác sĩ xét dưới góc độ con người. Tôi không thể trách y học bất lực trước căn bệnh của tôi. Tôi không thể trách ông bác sĩ bởi ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chỉ cảm thấy thất vọng chồng chất về hoàn cảnh mà mình lâm vào. Sau này, khi biết tin một học trò của lớp cây táo thi đỗ vào trường Đại học Y Thái Bình, tôi đã kể cho em đó nghe cảm giác của mình trước sự lạnh lùng của vị bác sĩ ấy khi ông tuyên bố một sự thật khiến bất cứ ai cũng có thể rơi vào tuyệt vọng. Tôi nghĩ rằng người học trò của tôi, một bác sĩ tương lai, hiểu được thông điệp ẩn chứa trong câu chuyện tôi kể. Quay lại với câu chuyện khám bệnh của tôi, trưa hôm ấy, khi tôi từ bệnh viện trở về nhà cô chú của tôi, trời Hà Nội nắng chói chang, tôi thấy đường phố Hà Nội sao mà lộn xộn, rối rắm quá. Khí trời sao ngột ngạt, khó chịu đến thế. Về đến nhà cô chú, tôi tỏ ra bình thản như thể buổi đi khám bệnh này cũng giống như những buổi đi khám bệnh trước đó mà thôi. Khi cô chú hỏi về kết quả khám bệnh, tôi lẳng lặng đưa cho họ quyển sổ y bạ. Cô chú mở cuốn sổ ra xem, không ai nói lời nào. Không biết mẹ tôi đã chuẩn bị tinh thần từ bao giờ và bằng cách nào. Mẹ bảo với cô chú rằng kết quả khám bệnh của tôi không có gì bất ngờ. Gần 10 năm trước, cũng tại bệnh viện đó, một vị bác sĩ lớn tuổi hơn cũng đã nói tôi mắc căn bệnh ấy. Chỉ có điều, ông ấy nói riêng với mẹ tôi. Vậy là tôi hiểu sự khác nhau giữa tuổi 14 và tuổi 24. Khi bạn đã 24 tuổi, người ta mong đợi bạn đối mặt với mọi sự thật liên quan đến bạn, dù những sự thật đó nghiệt ngã đến mức nào. Tôi tỏ ra bình thản trong gần một tháng trời. Đó chỉ là sự bình thản bề ngoài. Trong lòng tôi, nỗi buồn âm thầm trỗi dậy như những đám mây tích tụ lại tạo thành một cơn dông. Thế rồi một buổi chiều, trong cái góc nhỏ quen thuộc của căn phòng 10m², tôi bật ra tất cả nỗi buồn được kìm nén, chất chứa kể từ khi tôi biết căn bệnh của mình chưa có thuốc chữa. Tôi khóc một trận với tột cùng nức nở, đứng dựa người vào tường để khỏi khuỵu xuống. Tôi nghe như thể tiếng khóc của mình bật ra từ tận trong tim. Tôi nghe như thể cả tuổi trẻ, cả tương lai của tôi cùng nức nở. Trong cái trận khóc tự do ấy, tôi đã khóc cho cả 10 năm chịu đựng của chính tôi và của những người thân. Tôi khóc cho rất nhiều những hy vọng ước mơ mà tôi ấp ủ về cái ngày tôi khỏi bệnh. Tôi đã luôn mơ khi nào khỏi bệnh, đi lại được bình thường, tôi sẽ đạp xe đi trên con đường đến trường ngày nào, ngắm những cánh đồng lúa, những ruộng ngô, những bông hoa đay xao xác bên bờ sông. Tôi đã mơ thực hiện một chuyến đi thật xa, đến tận những đồi thông của Đà Lạt, đến cái thành phố bình yên và xanh tươi nơi Trịnh Công Sơn ấp ủ và viết lên những bài ca chứa đựng triết lý sống giản dị mà sâu sắc và sự an ủi dành cho những trái tim thiệt thòi. Tôi đã mơ khi khỏi bệnh tôi sẽ thi vào một trường đại học nào đó. Có thể không phải là trường ngoại ngữ mà là một trường đào tạo cử nhân ngành xã hội học để tôi có thể làm cô giáo của thật nhiều học trò của lớp cây táo. Tôi đã mơ hàng trăm hàng nghìn giấc mơ khác. Tôi đã mơ đi mơ lại những giấc mơ của đời mình. Bây giờ tôi khóc để chia tay tất cả những giấc mơ ấy. Ông bác sĩ ở bệnh viện lớn đó đã nói rằng tôi phải chờ y học tìm ra một phương thuốc để chữa trị căn bệnh mà tôi đang mang. Tính đến thời điểm ấy, tôi đã chờ đợi được hơn 10 năm. Tôi không biết mình sẽ còn phải chờ đợi thêm bao lâu nữa. Tôi tự hỏi với sự tiến triển của căn bệnh, liệu tôi có đợi được đến khi y học tìm ra một phương thuốc cho tôi hay không? Trong đầu tôi chỉ có những câu hỏi nhức nhối mà không có câu trả lời. Tôi chẳng thể làm gì hơn là tiếp tục chờ đợi. Vào những ngày ấy, việc dạy tiếng Anh và các học trò trở thành sự cứu rỗi của tôi.
trong cơn sốc mà tôi không muốn cho ai biết sau chuyến đi khám bệnh đó. Tôi tự an ủi rằng, dù trong suốt phần còn lại của cuộc đời tôi phải sống chung với căn bệnh này, tôi sẽ không làm cái bóng lặng câm trong góc nhà. Dù còn sống được bao lâu, 1 năm hay 10 năm, tôi nhất định sẽ làm cho mỗi ngày của mình được sống là một ngày hữu ích. Tôi cứ nghĩ mình sẽ gắn bó với việc dạy tiếng Anh lâu dài. Tôi không ngờ, chẳng bao lâu sau, tôi phải từ bỏ công việc mình yêu thích. Một học trò từng hỏi tôi, chị có tin là có số phận không? Tôi trả lời, chị tin rằng con người có số phận, nhưng chị cũng tin rằng con người có thể quyết định số phận của mình. Tôi đã nói những gì tôi nghĩ, và bây giờ thì tôi tin vào điều này. Số phận không ngừng thử thách tôi cho đến hết cuộc đời. Bởi vì tôi tin như thế, nên ngay cả những lúc bình yên nhất, ổn định nhất, tôi cũng luôn chuẩn bị tinh thần cho những thử thách đang đợi mình phía trước. Sau gần 5 năm duy trì các lớp tiếng Anh tại nhà, tôi bước sang năm 2000 với tinh thần lạc quan và sự phấn chấn đáng ngạc nhiên xét trên những gì tôi đã trải qua trong chuyến đi khám bệnh ở Hà Nội cách đó không lâu. Việc dạy học của tôi ổn định hơn bao giờ hết. Hầu hết học trò của tôi đều đã theo học tôi được một thời gian nhất định, người ít là 1 năm, người nhiều là 4 năm. Chúng tôi đã trở nên gắn bó, quý mến nhau như những người thân. Quan trọng hơn, chúng tôi hiểu nhau đủ để cùng cố gắng vun đắp cho chất lượng của những buổi học. Nhiệm vụ của tôi lúc bấy giờ không còn là cố gắng tống khứ nỗi sợ tiếng Anh nữa, mà là giúp nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với ngoại ngữ này ở mỗi học trò. Mỗi ngày đối với tôi đều là một ngày mới với sự bận rộn và niềm hứng khởi, với những kế hoạch cho công việc và những niềm vui nho nhỏ. Tôi hài lòng với những gì đang có. Mùa hè đến, tôi có 2 lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, trong đó có 1 lớp ôn thi khối D. 2 lớp còn lại gồm học sinh sắp thi lên lớp 11 và lớp 12. Lịch dạy của tôi kín mít. Mỗi tuần tôi dạy 7 buổi, thời gian còn lại tôi tập trung soạn bài, nghiên cứu các đề thi tốt nghiệp và thi đại học, chấm bài cho học sinh để xác định mình cần phải củng cố những mẫu câu nào, dạng bài tập nào cho các em. Các học trò của tôi đội nắng đội mưa, đạp xe vượt những quãng đường xa đến nhà tôi học. Chứng kiến các em vượt khó, nhìn những giọt mồ hôi của các em, tôi cảm thấy muốn được làm tất cả những gì có thể để kết quả thực chất ở môn tiếng Anh của các em tốt như mong đợi. Những buổi dạy của tôi thường kéo dài hơn 3 tiếng. Tôi đánh liều với sức khỏe mong manh của mình. Một buổi sáng cuối tháng 5, khi các học trò lớp 12 của tôi chuẩn bị bước vào những ngày thi tốt nghiệp trung học, tôi rơi vào một cơn mệt chưa từng thấy. Đó là cái cảm giác mệt thăm thẳm, mệt khủng khiếp. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, thỉnh thoảng lại thấy hình như nhịp tim bị ngắt. Người tôi nôn nao, bứt rứt, khó thở, như thể trong ngực mình có một tảng đá. Lòng bàn chân, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, tôi nằm trên giường, cố gắng chịu đựng. Đến khoảng 10 giờ sáng, tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Cho đến lúc ấy, tôi mới gọi bà tôi. Bà lập tức nhờ hàng xóm tới trường nơi mẹ tôi dạy học tìm mẹ về. Tôi được đưa đi bệnh viện tỉnh. Sau khi khám và làm điện tâm đồ cho tôi, bác sĩ ở đó kết luận tôi bị suy tim độ 2. Chính vị bác sĩ đưa ra kết luận ấy ban đầu cũng lấy làm ngạc nhiên vì ông cho rằng chứng suy tim không thường xảy ra với một người vẫn còn đang ở tuổi thanh niên như tôi. Tuy nhiên, khi tôi nói rằng mình bị bệnh loạn dưỡng cơ, ông ấy dường như không còn ngạc nhiên nữa. Có lẽ bác sĩ ấy biết có sự liên quan giữa bệnh loạn dưỡng cơ và những rối loạn trong hoạt động của tim. Một lần nữa, tôi lại phải nghe một đại diện của ngành y nói về sự bất lực của y học trước căn bệnh của tôi. Mẹ lặng người đi, riêng tôi, bác sĩ khuyên không nên xúc động, không nên buồn. Thật khó mà khuyên được một người vừa mới biết mình bị mắc bệnh tim không nên buồn. Thuốc của bệnh viện không thể làm dứt hẳn những cơn mệt, cứ hết thuốc là tôi lại mệt. Ở bệnh viện về, tôi hầu như chỉ nằm trên giường chịu đựng những cơn mệt kéo dài suốt cả ngày, suốt cả tuần. Rơi vào những cơn mệt, tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì khác được, chỉ nghĩ đến cảm giác mệt. Ngày cũng như đêm, tôi chỉ muốn ngủ cho quên cảm giác mệt khủng khiếp ấy mà không thể. Những lúc mệt quá, tôi ước gì mình xỉu đi được một lúc để khỏi phải ý thức về cảm giác mệt mà mình đang phải chịu đựng. Tôi không còn đủ sức để diễn tả cái cảm giác mệt đó bằng lời nói, và dù có thể làm điều đó thì tôi cũng không làm. Tôi im lặng,
nhưng ở bên trong tinh thần của tôi không ngừng vùng vẫy dãy giụa để rũ bỏ cảm giác mệt đeo đẳng như bóng với hình. Sau khi tôi dùng hết số thuốc của bệnh viện mà vẫn không thoát khỏi những cơn mệt, mẹ tôi mời một bác sĩ đa khoa ở địa phương tới khám cho tôi. Người bác sĩ đó tiêm cho tôi một loại thuốc trợ tim phổ biến có tên là Spartein. Sau khi được tiêm thuốc, tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm, cảm giác mệt vơi đi vài phần. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, tôi lại rơi vào những cơn mệt khủng khiếp. Tôi muốn thoát khỏi chúng, muốn đến tuyệt vọng. Vì muốn thoát khỏi cảm giác ấy nên tôi phụ thuộc vào những ống thuốc tiêm có tác dụng chỉ trong vài giờ. Với điều kiện của mình, không phải lúc nào chúng tôi cũng tìm được bác sĩ. Vì thế mẹ tôi mua hàng chục ống Spartein để sẵn ở trong nhà. Những lúc tôi mệt quá, mẹ tiêm thuốc cho tôi. Tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu mũi tiêm, tôi không nhớ nữa. Chuyện tiêm chọc đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi. Tôi biết rõ thế nào là tiêm bắp, thế nào là tiêm ven. Có hôm mẹ đi vắng, tôi ở nhà vật vã với cơn mệt, không thể chịu đựng nổi, tôi lấy thuốc trợ tim tự tiêm cho mình. Các bạn có thể tưởng tượng được tôi mệt đến mức nào mới phải tự làm việc đó. Tôi ghét phải làm như thế. Các tài liệu tôi đọc được giúp tôi hiểu suy tim là tình trạng tim hoạt động không bình thường, không cung cấp đủ máu cho các cơ quan trong cơ thể. Vì thế người bệnh phải chịu đựng nhiều rối loạn khác nhau xảy ra đồng thời. Đúng vậy, chịu đựng những cơn mệt liên miên trong khoảng 2 tháng, tôi cảm thấy không chỉ tim mà mọi cơ quan trong cơ thể dường như đều uể oải, lười hoạt động, chỉ trực đình công. Tôi đi tiểu rất ít, bị rối loạn tiêu hóa, thường xuyên chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn. Các triệu chứng ấy kéo dài, càng khiến cơ thể tôi thêm suy kiệt. Người trong làng, ngoài xã đều biết tôi, cô giáo của lớp cây táo, đang ốm nặng. Họ hàng, làng xóm kéo đến thăm tôi, có những người không đến gần, chỉ đứng ở cửa phòng, nhìn tôi lặng lẽ gạt nước mắt. Một hôm, có ông cụ hơn 90 tuổi ở cuối làng, chống gậy tới nhà tôi. Cụ cầm tay tôi trong bàn tay gầy của cụ và nói bằng giọng điềm tĩnh và ôn tồn. Nếu trời không cho sống, nếu trời bắt đi thì phải đi, cháu ạ. Tôi hiểu ý của cụ, một người đã sống gần một thế kỷ và đang đi trên chặng cuối của hành trình tồn tại của mình trên cõi đời. Tôi muốn nói với cụ rằng tôi đã tìm được sự thanh thản ấy rồi. Nhưng cuối cùng tôi im lặng. Có những lúc tôi nằm trên giường, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời, những chiếc lá rung rinh trên cao, những con chim đậu trên những cành cây. Tôi nghĩ về quy luật của cuộc sống của tự nhiên. Những đám mây xuất hiện trên bầu trời, tồn tại trong khoảng thời gian nhất định rồi cũng biến mất. Ngay cả những đám mây tưởng chừng đứng yên, không trôi về hướng nào cả. Những chiếc lá xanh ngời ngời sức sống, rồi cũng ngả vàng, rơi rụng. Những con chim đậu trên cành, cất những tiếng hót say sưa, mê thích, rồi cũng vỗ cánh bay đi, mất hút, vô tâm tích. Nghĩ về sự đến rồi đi của con người trên cõi đời theo lẽ tự nhiên, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Có những lúc tôi cảm thấy rất rõ trái tim yếu ớt của mình đánh mất một nhịp, hay nói đúng hơn là nó quên đập trong tích tắc. Những lúc như thế, tôi không cảm thấy sợ hãi, tôi nhắm mắt chờ đợi. Những ký ức của thời thơ ấu hiện về trong trí nhớ của tôi, những trò chơi, những ngày chơi, những mùa chơi, những gương mặt của bạn chơi, những hình ảnh của chính tôi ngày bé như những giấc mơ trôi qua trước mắt tôi lúc mờ, lúc rõ. Tôi biết rằng nếu trái tim của tôi ngừng đập hẳn, tôi sẽ trôi theo những giấc mơ đó, trôi theo những mùa chơi thời thơ ấu. Những gì tôi đã trải qua cho đến thời điểm đó dạy tôi biết chấp nhận những điều tưởng chừng như không thể chấp nhận được. Nhưng trong hầu hết thời gian tôi luôn đau đáu niềm khát khao được sống. Những lúc tôi cảm thấy rõ trái tim yếu ớt của mình lỡ một nhịp đập hoặc đập nhanh một cách bất thường là những lúc niềm khát khao ấy trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi muốn được sống thêm dù chỉ một ngày. Chỉ cần được sống để nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mới với tôi đã là hạnh phúc. Chứ chưa nói đến niềm hạnh phúc được ở bên những người ruột thịt thân thương. Tôi muốn sống để được nhìn thấy bóng dáng của bà tôi chậm chậm đi lại trong mảnh sân nhỏ. Được thấy mẹ mải vội với công việc hàng ngày, được mong ngóng chị gái và em trai về thăm nhà, mừng rỡ bước vào dưới vòm cổng. Dù tôi vẫn phải quanh quẩn giữa bốn bức tường và vẫn phải chịu đựng những cơn mệt, vì những điều ấy tôi vẫn muốn sống. Và còn các học trò của tôi nữa. Từ khi tôi ở viện về, các học trò đến thăm tôi thường xuyên.
các em ngồi vây quanh giường của tôi, cố nói những điều vui, nhưng tôi biết các em buồn lắm. Nhìn thấy các em, tôi cảm thấy có lỗi vì đã để cho những ngày hè của các em trôi đi trong sự chờ đợi phí hoài. Tôi không biết bao giờ mình mới có thể tiếp tục dạy các em. Lần nào đến thăm tôi, các học trò cũng nói sẽ đợi tôi khỏe lại để quay lại lớp cây táo. Tôi muốn vịn vào sự gắn bó, sự chờ đợi của những học trò ngoan ấy để vượt qua những cơn mệt. Cứ nghĩ đến việc phải vĩnh viễn từ bỏ việc dạy học, tôi lại cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Tôi đã phải vất vả biết bao nhiêu, phải miệt mài cặm cụi tự học trong suốt những năm dài mới có được vốn tiếng Anh để mở lớp dạy học. Tôi đã phải vắt óc suy nghĩ để các bài giảng của mình có sức hút, đã dốc bầu nhiệt tình cho từng buổi dạy mới giữ được các học trò ở lại với mình. Tôi đã yêu việc dạy tiếng Anh như yêu cái phần tốt đẹp nhất mình gây dựng được trong cuộc sống. Vậy mà tôi sẽ phải từ bỏ nó ư? Những gì bạn có được một cách khó khăn sẽ khiến bạn nuối tiếc và buồn vô kể khi nó rời bỏ bạn. Tôi cũng vậy. Mùa hè trôi qua, mùa thu cũng trôi qua, tôi vẫn vật vã trong những cơn mệt. Linh cảm rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể dạy học được như trước nữa. Tôi quyết định chấm dứt sự chờ đợi của các học trò. Giữa những cơn mệt, tôi ngồi dậy cố gắng viết những bức thư chia tay gửi từng lớp học của mình. Tôi viết những lời chia tay mà cảm thấy buồn sâu thẳm trong lòng. Tôi cứ lấy hết can đảm để viết, rồi xé bỏ, rồi lại viết. Tôi cố gắng viết làm sao để học trò thấy được sự mạnh mẽ của tôi, để lý do chia tay vẫn được nhắc đến mà nỗi buồn chia tay lại được giấu đi. Hơn 2 tuần tôi mới làm xong cái việc cần làm ấy. Các học trò của tôi nhận thư, vẫn đến ngồi bên giường tôi. Các em nói vẫn sẽ đợi tôi. Tôi cố khuyên những em có ý định thi khối D tìm đến lớp dạy thêm của một giáo viên tiếng Anh lớn tuổi giàu kinh nghiệm nhất trong huyện. Tôi nói nếu cần tôi sẽ viết một bức thư cho người thầy ấy để gửi các em đến lớp học của ông. Tôi cố gắng thu xếp cho các em và tôi phải tự thu xếp nỗi buồn trong lòng mình. Đó là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đã đóng cửa tất cả lớp học cây táo của mình. Ngày của tôi bị bao trùm bởi sự im lặng. Tôi im lặng đợi những cơn mệt đi qua. Tôi đợi từng ngày, từng tuần, từng tháng.